Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tiếp và làm việc với đoàn công tác của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Tại chương trình tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 do Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tài trợ đã tổ chức trao hơn 1.000 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện Yên Mô và Nho Quan. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu cơ hội và tăng cường hợp tác giữa Ninh Bình và UNESCO, trong đó có các sáng kiến về khu di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An, sáng nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của ông Jonathan Parker, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Cùng tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, đại diện doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và chúc mừng ông Jonathan Parker chính thức nhận nhiệm vụ trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Chúc ông có nhiệm kỳ công tác đạt được nhiều thành công, thắt chặt và thúc đẩy hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa UNESCO với Việt Nam, trong đó có Ninh Bình. Thông tin về tỉnh Ninh Bình, đồng chí cho biết sau hơn 30 năm tái lập tỉnh với việc đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn chiến lược chuyển từ nâu sang xanh, lấy văn hóa của vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và phát huy giá trị di sản thiên nhiên làm nền tảng, động lực cho sự phát triển xanh, bền vững, Ninh Bình đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó có vai trò đóng góp đặc biệt quan trọng của tổ chức UNESCO, nhất là từ khi Tràng An được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2014. Cảm ơn sâu sắc đến tổ chức UNESCO và văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã luôn đồng hành với tỉnh Ninh Bình trong quá trình bảo tồn di sản, tạo nhịp cầu đưa Tràng An ra thế giới và để thế giới hướng về Tràng An, di sản hỗn hợp đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Đông Nam Á. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết định hướng tầm nhìn chiến lược của tỉnh hiện nay là xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Để hiện thực hóa khát vọng này, Ninh Bình mong muốn văn phòng UNESCO tại Việt Nam tiếp tục giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ cùng tỉnh để tham vấn xây dựng hiến chương hoặc tuyên ngôn của Tràng An. Đây có thể coi là một sáng kiến xuất phát từ ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo vô cùng quý hiếm của một đô thị di sản đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn, nhất là những thách thức trong phục dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, thách thức của đô thị nén, của biến đổi khí hậu, thách thức từ việc giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn với phát huy giá trị di sản, đặc biệt là sức chịu tải của di sản trước nhu cầu phát triển du lịch. Ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với văn phòng UNESCO tại Việt Nam, đặc biệt là sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn từ UNESCO trong việc nâng cao kỹ năng hoạch định chính sách, kế hoạch quản lý, bảo tồn di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị văn phòng UNESCO tại Việt Nam và cá nhân ông Jonathan Parker với vai trò trung tâm và kết nối trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Ninh Bình tổ chức các sự kiện hội thảo quốc tế tham gia vào mạng lưới các đô thị di sản trên thế giới. Hàng năm có luân phiên tổ chức các hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia khác trong bảo tồn và phát huy các giá trị của đô thị di sản, đặc biệt là trong tìm kiếm và huy động các nguồn lực quốc tế trong nghiên cứu khảo cổ học, đa dạng sinh học, các dự án phát triển và thử nghiệm các phương pháp bảo tồn tiên tiến và hiệu quả. Ninh Bình sẵn sàng tiên phong trong việc hội nhập sâu vào mạng lưới này. Cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho đoàn. Ông trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng cho biết đây là chuyến công tác đầu tiên tại Việt Nam khi vừa đảm nhiệm vị trí mới, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng trước bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, vẻ đẹp của đất và người nơi đây, cũng như những thành tựu mà Ninh Bình đã đạt được thời gian qua. Đánh giá cao những kết quả trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Tràng An của tỉnh, ông Jonathan Parker cũng bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ cao chiến lược xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, đồng thời khẳng định sẽ góp sức và hỗ trợ tối đa để cùng Ninh Bình hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng này. Đối với các đề xuất của tỉnh, đoàn ghi nhận và sẽ đưa vào các chương trình hợp tác trong thời gian tới, trong đó có thể sẽ tổ chức các diễn đàn hợp tác quốc tế để chia sẻ những kinh nghiệm của các địa phương có cùng những nét tương đồng. Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Ninh Bình kết nối mạng lưới đô thị di sản thế giới để Ninh Bình có thể tham gia thành công vào mạng lưới này.
Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi thống nhất một số nội dung liên quan đến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được công nhận di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và một số nội dung quan trọng khác. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam món quà là đặc trưng cho văn hóa Ninh Bình, thể hiện niềm tin và mong muốn và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa UNESCO và Ninh Bình ngày càng được nâng lên tầm cao hơn, chất lượng và hiệu quả hơn. Cũng trong chiều nay, đoàn công tác của trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã đi tham quan khảo sát tại quần thể danh thắng Tràng An. Với diện tích 12.000 ha, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014. Nơi đây được xem là một trong những kho báu về đa dạng sinh học với hai hệ sinh thái trên cạn và dưới nước, nhiều loại động thực vật đặc hữu quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Với hệ thống hang động đa dạng bao gồm 31 thung, 48 hang động xuyên thủy đã được phát hiện và nhiều di tích lịch sử văn hóa độc đáo. Đây cũng là một trong những mô hình mẫu mực tiêu biểu trên thế giới được Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá rất cao về sự kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Với những giá trị nổi bật toàn cầu cùng với chính sách và chiến lược phát triển của tỉnh, Tràng An luôn là điểm đến lý tưởng hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, là hạt nhân tăng trưởng, đồng thời góp phần nâng tầm thương hiệu cho du lịch Ninh Bình, nổi bật là thương hiệu đại diện của châu Á lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Đoàn đã được trải nghiệm các hang động, thung nước và dòng sông Sào Khê lịch sử cùng hệ thống núi non hùng vĩ, chiêm nghiệm những câu chuyện thú vị về Tràng An, vùng đất in đậm dấu tích cuộc sống người tiền sử từ hàng nghìn năm trước. Đoàn cũng đã dâng hương tại đền Suối Tiên, nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, vị thần có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ nước Việt thời vua Hùng Duệ Vương. Qua tham quan và khảo sát thực tế, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ninh Bình trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững ở Tràng An, đồng thời bày tỏ quan điểm sẽ hỗ trợ và góp sức cùng Ninh Bình hiện thực hóa tầm nhìn đưa Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ. Hôm nay, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Yên Mô tổ chức chương trình tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Yên Mô. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và trao quà. Tại hai địa điểm là hội trường Ủy ban Nhân dân huyện và xã Yên Nhân, 700 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất, đại diện Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Yên Mô trao tận tay. Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh, luôn tích cực phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân trên các địa bàn khó khăn trong cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về. Chương trình phối hợp với Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup đến nay đã bước sang năm thứ 17. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, chung tay chăm lo cho người nghèo, những người thiếu may mắn trong xã hội. Năm nay, Quỹ tổ chức nhiều đợt tặng quà Tết tại các tỉnh, thành phố khắp cả nước với tổng số 150.000 suất quà. Những món quà chứa đựng tình cảm ấm áp sẽ có phần mang đến cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, từ đó động viên các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại chương trình tặng quà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup tới các gia đình hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về. Qua đó nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần động viên tạo động lực để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Mai Văn Tuất cảm ơn Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, kịp thời động viên các gia đình khó khăn, giúp bà con ấm lòng mỗi khi Tết đến xuân về. Đề nghị các địa phương trong huyện nắm chắc tình hình đời sống người dân, có giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người dân, bảo đảm mục tiêu của tỉnh là mọi người mọi nhà đều có Tết vui xuân. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan phối hợp với Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và tặng quà.
Với tinh thần tương thân tương ái, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã trao tặng 380 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 9 xã trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Hà và các đại biểu đã trao quà tận tay tặng các hộ. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thể hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về, nhằm góp phần tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, giúp các gia đình đón một cái Tết đầm ấm và đủ đầy hơn. Sáng nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện chủ trì hội nghị. Dự thảo báo cáo và các tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá. Trong năm, Ban đại diện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và đạt được kết quả cao nhất sau 21 năm triển khai Nghị định số 78 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cụ thể, tính đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 3.880 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022, hoàn thành 100% kế hoạch. Tổng doanh số cho vay đạt 1.182 tỷ đồng với trên 24.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, giúp tạo việc làm cho gần 10.000 lao động, 1.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng cải tạo gần 22.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, 200 ngôi nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách được nâng cao, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác, các sở, ban ngành, chính quyền các cấp tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiếp tục duy trì ổn định chất lượng tín dụng chính sách, thực hiện tốt công tác đôn đốc, thu hồi, xử lý, quản lý và phòng ngừa nợ xấu. Các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách và kiến nghị đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2024. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn, trưởng ban đại diện, ghi nhận biểu dương những kết quả thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhất trí với những nhiệm vụ chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2024 mà ban đại diện đã xây dựng. Tổng dư nợ đạt 4.241 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn và khoanh nợ dưới 0,2%, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi để các đối tượng tiếp cận được nguồn vốn phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác phối hợp giữa chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, địa phương trong việc thực hiện tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những vướng mắc tồn tại và có biện pháp tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt chương trình công tác dân vận năm 2024. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Năm 2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra 9 chương trình công tác trọng tâm, trong đó tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Tham mưu tổ chức giao ban công tác dân vận định kỳ hàng quý giữa Thường trực cấp ủy với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang. Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và đối thoại. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Mục tiêu của tỉnh về xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch biên tập xuất bản cuốn sách 100 mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch chấm điểm thi đua hàng tháng và xếp loại hàng quý đối với Ban Dân vận các huyện, thành ủy. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung chương trình kế hoạch đề ra,
bổ sung đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Đỗ Việt Anh đề nghị các phòng chuyên môn của ban cụ thể hóa chương trình công tác từng tháng, từng quý, giúp trưởng ban, phó trưởng ban, lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, khảo sát, kiểm tra, đánh giá công việc của tập thể, đồng thời phối hợp giúp ban dân vận các huyện ủy, thành ủy triển khai nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả. Đối với ban dân vận các huyện ủy, thành ủy, đồng chí đề nghị cần xây dựng chương trình công tác năm đảm bảo cụ thể thiết thực, cụ thể hóa phương châm công tác, có mô hình phần việc rõ ràng, xây dựng và lựa chọn những điển hình mô hình dân vận khéo để nhân rộng, phối hợp với các phòng chuyên môn của ban dân vận tỉnh ủy để triển khai nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các huyện, thành phố. Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn từng bước được đổi mới, tích cực, đồng bộ và toàn diện. Công tác lập, thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện được thực hiện đúng kế hoạch, làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 57 dự án và thành lập Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, ngành Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc đánh giá, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và đề ra những giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2024, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, trình Chính phủ phê duyệt, thực hiện nghiêm công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất theo quy định, thực hiện ngay việc rà soát, hướng dẫn cụ thể các trường hợp hiến tặng đất để xây dựng các công trình phúc lợi trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, giao đất, đồng thời chỉnh lý biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, tránh xảy ra khiếu kiện sau này. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh năm 2023. Thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, ngày 5 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch số 192 về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023. Từ đó, nhiều mô hình, điển hình, cách làm hiệu quả đã được triển khai và lan tỏa rộng rãi ở khắp các địa phương, khích lệ động viên cán bộ đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thôn Tam Kỳ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn triển khai thí điểm mô hình dân vận khéo, khu dân cư tự quản về văn minh du lịch và phân loại rác thải tại hộ gia đình. Từ 20 thùng xử lý rác thải và men vi sinh được hỗ trợ ban đầu, tới nay đã nhân rộng được gần 70 thùng trong thôn và khoảng 700 thùng trong toàn xã. Nhằm khuyến khích nhân rộng mô hình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ trên 270 thùng chứa và hàng trăm chế phẩm sinh học xử lý rác thải, đã phát động xây dựng tại 174 khu dân cư với hơn 19.300 hộ gia đình cam kết thực hiện.
mô hình đã sớm cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí phân bón và góp phần xây dựng văn minh du lịch ở các khu dân cư. Chúng tôi là trưởng ban công tác mặt trận cùng các thành viên của mặt trận là làm mẫu, làm điểm cũng như là đi thực tế các cái địa phương khác để học hỏi về cái xử lý rác thải hữu cơ. Từ những cái hộ gia đình phải đến trực tiếp để hướng dẫn người ta phân loại ngay tự nhà. Và khi mà xử lý rác thải hữu cơ này ra có cái quá trình phân hủy mà được ra ngoài tưới cây, tưới rau thì người dân khi mà thực hiện cảm thấy rất hiệu quả và vô cùng tiết kiệm. Trong những năm tới thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cái thôn, trước tiên là những cái thôn mà đã được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu, sẽ thực hiện nhân rộng cái mô hình là văn minh du lịch an toàn. Trong đó thì cái việc phân loại rác thải rồi là cái việc coi như là ứng xử theo cái góc độ văn hóa văn minh trong ngành du lịch để làm sao nâng cao cái chất lượng đời sống của con người cũng như là vệ sinh môi trường. Khi du khách đến địa phương thì cảm nhận được là sáng xanh sạch đẹp, xứng đáng với đất cố đô anh hùng. Một trong những mô hình dân vận khéo điển hình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phải kể đến là vận động chức sắc chức việc các tôn giáo, chung tay xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương giáo. Năm vừa qua, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 23 ngôi nhà với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng, trong đó các chức sắc tôn giáo hỗ trợ trên 600 triệu đồng. Riêng năm 2023 này chúng tôi làm 8 nhà. 8 nhà có sự chung tay góp sức của các tôn giáo và các nhà hảo tâm để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Có thể nói là đây là cái phong trào mà lan tỏa góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, mô hình vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau và vận động sự tham gia của các tổ chức tôn giáo. Nhờ đó đến nay đã có trên 47.000 hộ dân, 417 khu dân cư ký kết tham gia. Từng bước chuyển biến nhận thức của người dân và toàn xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở địa phương. Chúng tôi xác định có 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cái nhiệm vụ thứ nhất là phải bám sát vào cái đề án và cái kế hoạch phong trào thi đua vận khéo của tỉnh, đặc biệt là đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận giai đoạn 2021-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung tuyên truyền. Nội dung thứ hai là chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của mặt trận, vận động tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động và tiếp tục rà soát dừng những mô hình dân vận mà kém không hiệu quả, tiếp tục nhân diện những mô hình hiệu quả. Qua các mô hình dân vận khéo điển hình được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai rộng khắp đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo dựng được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm số 2 vừa kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024 tại Ninh Bình. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, năm qua Ninh Bình đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền cho nhân dân được triển khai đa dạng về hình thức và nội dung. Hoạt động kiểm tra được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành liên quan, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm. Toàn tỉnh đã kiểm tra 175 cơ sở, tỷ lệ cơ sở đạt là 86,9%, cơ sở vi phạm là 13,1%. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ các nội dung về công tác tuyên truyền ở 3 tuyến tỉnh, huyện, xã, công tác giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi dùng làm thực phẩm, việc xử lý các kiến nghị về an toàn thực phẩm, việc bố trí kinh phí đối với công tác này. Một số nội dung còn gặp khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện. Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục triển khai phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2024, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ cao, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Dịp này, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại hai doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh Bình, gồm Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, thành phố Tam Điệp và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Đại Long, huyện Nho Quan. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các doanh nghiệp đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đề nghị lưu ý khắc phục một số vấn đề. Việc lưu trữ hồ sơ cần khoa học hơn, việc tự công bố sản phẩm cần đảm bảo đúng quy định, việc thu mua nguyên liệu đầu vào phải hết sức chú trọng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngăn chặn côn trùng tại khu sản xuất, khu vực thực phẩm cần phải tách riêng, cải thiện môi trường làm việc của công nhân, xử lý triệt để nước thải sản xuất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tỉnh, quân đội, quân khu 3 và cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn trong năm 2024. Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo định hướng, Cục Chính trị Quân khu 3, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí quân đội, quân khu 3 và của tỉnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm toàn diện, kịp thời, hiệu quả các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Đội ngũ phóng viên tích cực bám sát đơn vị, cơ sở tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đậm nét các nhiệm vụ và các sự kiện chính trị, các phong trào thi đua, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, sở ngành, công tác chính sách hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó đã góp phần định hướng tư tưởng, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền để hoạt động tuyên truyền năm 2024 đạt kết quả cao hơn. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, các ngày kỷ niệm, ngày lễ, sự kiện chính trị lớn của đất nước, quân đội của tỉnh, các hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, ngày hội giao nhận quân, công tác dân vận, các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân và gặp mặt biểu dương khen thưởng cán bộ, bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024. Thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024, Kim Sơn đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh gắn với việc phát triển kinh tế xã hội của huyện, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tình hình biển đảo, luật biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam, luật biển Việt Nam, nghị định 71 quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tuyên truyền toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Công tác phối hợp giữa các đơn vị bộ đội biên phòng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành, đoàn thể đi vào chiều sâu, nhiều chương trình mô hình thiết thực hiệu quả như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung phân tích làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, tồn tại hạn chế trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân 5 năm qua và đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân và khen thưởng cán bộ, bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024.